xe hơi cho cậu Năm xài. iPhone 7 Plus đó. Tất cả những cái đồ tiền trang bị iPhone rồi bắt phiên bản 1T đó. Âm phủ thông dụng. Có một lần nữa. Có một lần rồi cho cậu Năm luôn. Sáng anh Minh không đem cái loa nữa cho cậu Năm luôn. Chú Năm luôn. Đem cái loa nữa. Có vô tiền. Tiền Việt luôn. Đây anh Minh anh bán cái loa 7 triệu hát rất hay nha. Hát giống như ca sĩ luôn. Cháu chờ cậu Năm nha quý vị. Xuống dưới à. Anh nhớ bỏ cái sim vô luôn nha anh nha. Có e sim luôn rồi. E sim luôn à. Có cái cục modem wifi luôn anh. Xe hơi ra, xe hơi ra. Mình là đang đốt đồ cho chú Năm. Bánh mì tới. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
anh tới anh Minh là anh Minh đưa chiếc này xuống dưới luôn á. Đây là cái iPhone 13 15 15 cậu Nam Vũ Linh tiếp đốt bài hát bài gì liên quan tới hát bài gì có lửa anh Minh đang mình đang đốt lửa mà dạ hát bài gì có lửa đó lửa hồng bồ hồi cháy. Có lửa là anh Minh cứ chơi cho em chơi lửa lên. Hello anh Hải nè. Rồi còn ba bao nữa. Cố lên anh Minh ơi. Ở dưới chị. Xe này phát tổ hả? Này do anh đang hốt cho anh quay phim anh em ấy chứ còn mà không có quay phim là em đốt phụ anh rồi. Tại vì bây giờ mà em đốt phụ anh lại bỏ cái clip này uổng lắm. Này anh mình này đã đốt tiền vàng bạc nè rồi xe nè tàu nè máy bay nè xuống câu cho ba quý vị xuống chờ bà Linh một chút duyên dạ đắc xô. Quá trời điện thoại nè máy bay nè đủ thứ hết. Chị ơi con về nghe con đấy. Nắng nữa con quay tiễn con đi về dạ con về vậy hả về đã chở chở đi hết sao con gái con cũng dễ thương lắm á dạ, mẹ đó đó anh Minh này hát đâu anh Minh hôm nay hả dạ hôm nay là con
Không hát hả? Mà đi từ Bạc Liêu về từ sáng giờ. Dạ, hôm qua hát Bạc Liêu hết mình ha. Ủa từ tàu bài này ba người xỉu không? Má tao không dám cười luôn.